Nhìn qua phiên bản màu đen này thì có vẻ chiếc Lumia 2520 không có mấy điểm nhấn. Tuy nhiên, sự đơn giản, sang trọng lại chính là những gì mà Nokia hướng đến với chiếc máy này. Máy được thiết kế nguyên khối unibody, và với những đường nét vuông vắn góc cạnh như thế này, thì chiếc tablet 2520 trông có vẻ như một phiên bản phóng to của những dòng điện thoại Lumia vậy. Mặt màn hình được trang bị kính cường lực Gorilla Glass 2, khá mịn và bóng, tạo cảm giác tay khá mượt mà. Mình thấy cái máy này dùng rất là mượt mà, cầm nó vừa vặn người tay, chắc chắn. Nắp sau nó hơi cong và sử dụng chất liệu polycarbonate. Giống với chiếc HTC One X thì cái công nghệ mà sử dụng cái polycarbonate này thì nó rất là nhẹ và nó làm giảm trọng lượng máy được khá nhiều và cầm trong thời gian lâu không bị mỏi tay. Điểm đáng chú ý nhất của chiếc máy Lumia 2520 này phải kể tới màn hình AHD IPS của máy. Máy được trang bị màn hình lớn 10,1 inch, độ phân giải 1920x1080 Full HD, thỏa mãn được nhu cầu thị giác của người dùng khi chơi game hay xem phim HD. Tuy nhiên, để trải nghiệm chất lượng màn hình của máy, chúng tôi đã so sánh Lumia 2520 với chiếc Samsung Note 10.1 có kích thước màn hình tương đương. Không thể phủ nhận màn hình của Note 10.1 rất sắc nét bởi độ phân giải màn hình cao hơn hẳn Lumia 2520. Tuy nhiên, khi đặt hai máy cạnh nhau, có thể thấy ngay màu sắc hình ảnh của chiếc Lumia lại đẹp hơn và rực rỡ hơn nhiều. Chiếc Lumia 2520 được sử dụng công nghệ màn hình ClearBack Display của Nokia cho màu sắc rất là đẹp và độ sáng lên tới 650 nit. Thì chúng ta có thể sử dụng ngoài trời nó rất là thoải mái và không sợ ánh sáng. Lumia 2520 mang đến chất lượng hình ảnh khá đẹp, bởi vậy mà chúng tôi cũng thử nghiệm ngay camera của máy. So với các mẫu điện thoại với những chiếc camera khủng, thì camera sau của chiếc máy này có thể nói là không cao, chỉ có 6,7 megapixel. Tuy nhiên lại được trang bị ống kính CanZ để tăng chất lượng hình ảnh. Khi chúng tôi chụp lại hình bức ảnh trong chiếc Note 10.1, thì ảnh có được trong Lumia 2520 vẫn thu được độ sắc nét khá cao, đồng thời màu sắc lại có vẻ tươi sáng hơn cả bức ảnh gốc. Cảm giác như là nó rực rỡ hơn ở ngoài. Chẳng hạn chụp bức ảnh thì khi xem rất là nét mà màu sắc nó lại tươi. Tốc độ chạy của máy khá nhanh nhạy khi được trang bị vi xử lý Snapdragon 800 4x tốc độ 2,2 GHz, RAM 2 GB. Thế nhưng điểm đáng tiếc là máy lại chạy hệ điều hành Windows RT 8.1, hệ điều hành khá hạn chế về số lượng ứng dụng. Mặc dù có giao diện gần như đầy đủ của Windows 8 và khá phù hợp công việc văn phòng, tuy nhiên với những người dùng ưa giải trí hoặc đã quen sử dụng Android, thì hệ điều hành này vẫn khó có thể đáp ứng được. Windows 8.1 RT hiện tại vẫn chưa hỗ trợ nhiều các ứng dụng giải trí cũng như là game. Ngoài ra thì chiếc máy này chưa được jailbreak nên các ứng dụng mà chúng ta có thể cài thì nó cũng khá hạn chế. Hiện tại Lumia 2520 vẫn chưa có giá bán chính thức. Tuy nhiên trong thị trường máy tính bảng đang sôi động hơn bao giờ hết như hiện nay thì với kho ứng dụng khá hạn hẹp, hệ điều hành khó dùng, chiếc Lumia 2520 này có lẽ sẽ gặp rất nhiều khó khăn tại thị trường Việt Nam.